chuỗi ngọc, cây chuỗi ngọc ngoài cái dạng mà bầu bé bé mà các bạn nhìn thấy nhà mình hay cắm ấy, một cái bầu là 4 cái thân ấy, thì ở đây còn có một cái loại này nữa là bầu đường kính 20, cây cao khoảng tầm 20 phân, 18-20 phân. Nếu các bạn có nhu cầu mua cây chuỗi ngọc mà bầu to như này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0977973535. Mình để một cái bầu ra để cho bạn nhìn thấy ạ. Đó, bầu to như vậy. Cũng cắm làm 3 khóm và mỗi khóm là 4 thân ạ. Các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ nha.